1 rưỡi, bây giờ không biết là mấy giờ rồi, chắc mất gần tiếng rồi. Trung tâm đăng kiểm này thì bây giờ nó đỡ hơn, cũng tương đối đông hơn những ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì nó cũng ổn mà. Một cái duy nhất lo lắng mà có thể gây ùn tắc là thiếu nhân sự. Chuẩn bị các phương án động viên người lao động để tăng ca làm thêm vào ngày lễ chủ nhật để phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Lượng phương tiện kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu gia tăng mạnh và gây ra hiện tượng ùn tắc nhẹ. Những giải pháp chống ùn tại các trung tâm đăng kiểm cũng đã được triển khai, nhưng những nguy cơ thì vẫn luôn hiện hiện. Ghi nhận của phóng viên. Những hình ảnh ùn tắc đã bắt đầu xuất hiện tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Như tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V, quận Cầu Giấy, có nhiều thời điểm phương tiện xếp hàng kéo dài hàng trăm mét. Trung tâm này hiện đã phải thực hiện việc phát phiếu để ổn định tình hình. Thống kê cũng cho thấy mỗi ngày trung tâm này hiện đang kiểm được 180 tới 200 phương tiện. Thông tư 08 là từ ngày 3 tháng 6 năm 23 là các xe bắt đầu được gia hạn chu kỳ giãn chu kỳ 6 tháng. Thì bắt đầu vào đầu tháng 12 cũng là đến hết cái chu kỳ người ta phải quay lại để kiểm định. 1,4 triệu xe như vậy, cho nên là cái lượng xe nó quay lại cộng với cái dịp cuối năm Tết nữa, thêm vì vậy là lượng xe nó có sự tăng đột biến. Dù lượng phương tiện tăng, nhưng theo thông tin từ nhiều lái xe cho biết, vẫn có thể kiểm định được xe trong khoảng 2 đến 3 giờ chờ đợi. Đối với nhiều chủ phương tiện, thời gian chờ đợi như vậy vẫn có thể chấp nhận được. Xếp hàng thôi, thì tôi xếp hàng bây giờ là tôi xếp hàng từ lúc khoảng 1 rưỡi, bây giờ không biết là mấy giờ rồi, chắc mất gần tiếng rồi. Thì nói chung là cũng trật tự, bởi vì có các anh bảo vệ, anh ấy xếp phát số từ xa cho nên là cũng không ảnh hưởng gì, chỉ có điều nó cũng mất thời gian. Tôi cũng vừa mới đến thôi, cũng được 1 tiếng, đợi được 1 tiếng rồi thì cũng không thấy là có khó khăn gì lắm, thì thấy như thầy cũng là nhanh rồi. So với cách đây một năm, hơn năm thì là cũng nhanh hơn được một chút xíu. Cũng tốt mà, thì không thấy lâu la lắm. Vừa mới đến đây nhưng mà nói chung là cũng không biết là đăng kiểm của khoán, nhưng mấy hôm nay đi đầu tuần thì hơi đông. Hơi nhiều xe, đợi nói chung là tương đối lâu, đến nửa tiếng rồi. Theo một số trung tâm đăng kiểm thì hiện tình trạng ùn tắc đã bắt đầu xuất hiện ở trong khu vực nội thành, khu vực có mật độ phương tiện kiểm định lớn. Các trung tâm này cũng khuyến cáo người dân nên đăng ký qua mạng để nhận lịch hẹn kiểm định hoặc nhận phiếu trực tiếp để tránh tình trạng ùn tắc. Thiếu nhân sự. Tại vì sắp tới thì những cái người mà bị khởi tố đấy thì có thể sẽ phải ra hầu tòa hoặc là phải nghỉ việc. Vì vậy là chỉ lo lắng là nếu mà đồng loạt cùng một lúc một số lượng lớn người đăng kiểm viên mà phải ra hầu tòa nghỉ việc thì hoặc nghỉ việc đấy thì sẽ không có người làm cho người vận hành và số lượng người sẽ giảm đi, và lúc đấy thì sẽ tốc độ dây chuyền rồi tất cả các thứ sẽ bị chậm lại. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện toàn hệ thống đăng kiểm đã khôi phục hoạt động khoảng 94% tổng số trung tâm đăng kiểm, tức 273 trên 289 trung tâm, với khoảng 87% tổng số dây chuyền kiểm định. Nếu xét tổng thể giữa cung và cầu sẽ không ùn tắc đăng kiểm, nhưng do sự phân bố không đều của xe ô tô, cũng như có địa phương có một số trung tâm đăng kiểm chưa khôi phục hoạt động, nên dẫn đến khả năng ùn tắc tại một số địa phương.